Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho biết, đột biến virus SARS-CoV-2 mới được gọi là Omicron tàng hình hiện là biến thể nổi trội ở Anh, chiếm 52% số ca mắc COVID-19. Đầu tháng trước, BA.2 chỉ chiếm 19% số trường hợp nhiễm ở Anh. Theo cơ quan trên, dòng phụ của biến thể Omicron dễ lây lan hơn biến thể Omicron dòng chính, nhưng chưa có bằng chứng cho thấy BA.2 gây ra bệnh nghiêm trọng hơn ở người.